Em ơi. Dạ. Ông đâu chị đây? Ông ở đâu? Đâu sáu vai cổ sáu anh ạ. Đâu vai cổ? Dạ. Ừ, ba thì đâu chị? À ba không mà chị. Ba chắc là đi mát xa thôi. À ba đi mát xa chị. Dạ, nhưng mà ông không phải chấm kiểu đó. À con chấm kiểu cho ông đúng không? Dạ. Ừ. À, nói với ông này, giờ mà chấm á sẽ làm tầm tiếng rưỡi đến 2 tiếng đấy. Chấm xoa bóp bấm huyệt rồi dùng các cái máy vật lý trị liệu. À nói ông đi vô bên phòng anh để anh gặp đi. Đó là pain nữa. Pain. Alo. Ừ, giờ này anh sẽ ấn các cái điểm đau chỗ nào nói với ông là chỗ nào đau thì nói ok cho anh đấy nhá. Rồi hỏi ông có chỗ đấy đau không? Dạ. Dạ dạ dạ. Chấm kiểu tiếng Anh gọi là gì hả? Đúng không? Chị xin tiếng Anh. Ừ. Đó đi. Tiếng mô của anh. Ấn Độ. Đi học tiếng Anh về phiên dịch cho người nhé. Cổ đà thôi. Cái viêm mũi này chỉ xài chứ. Hả? Viêm mũi nữa vậy. Viêm mũi á? Tư vấn cho ông cái chỉ đi. Chịu. Mình mất mấy triệu đi học cuối cùng. Đâu biết. Gọi con thỏ tháng này phiên dịch như này. Chúng ta chế xuống nó. Nằm sớt và ngạt mùi. Nhiều người nhiều lắm thật. Thực ra thì hẳn không ảnh hưởng chứ cả. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.